Chào bạn, làm ơn hãy đọc và ghi nhớ cho kỹ cái những điều mà mình sắp nói sau đây. Điều mà mình sắp nói có thể là bạn không tin hoặc là cho là điên cũng được, nhưng mà thực tế nó xảy ra với rất là nhiều người. Này, có nhiều vụ gọi là dàn dựng hiếp dâm ấy, trẻ em dưới 18 tuổi xảy ra một cách tinh vi và nhiều nơi. Đấy, theo mình được biết và kể lại là như thế. Các loại thuốc kích dục này, thuốc gây u mê, thuốc thôi miên chẳng hạn, hoặc là nó làm rối loạn về nhận thức ấy, nó được bày bán tràn lan trên mạng và hầu như là nhà nước không có cách nào để kiểm soát được, hầu như là rất khó để mà kiểm soát được hoặc là lỏng lẻo trong cái khâu quản lý những cái loại loại thuốc này. Thì tôi chân thành khuyên những cái gia đình mà những có con gái ở tuổi dậy thì ấy, điều này phải xin lỗi. Vâng, phải xin lỗi. Xin lỗi trước, đó là nên lắp camera trong phòng. Đấy. Nên lắp camera trong phòng ở của mình. Đấy. Hoặc là nuôi lấy một vài con chó dữ, sắm sửa những cái vũ khí đề phòng khi mà cần thiết. Một điều nữa, bản thân bạn ấy hoàn toàn có thể bị mất kiểm soát, nói theo hoặc là làm theo. Nếu như mà trúng cái thứ thuốc thôi miên, cái thứ thuốc làm u mê nhận thức ấy. Và khi mà có người lẩm bẩm nói từ xa thì bạn hoàn toàn có thể bạn bạn làm theo. Bạn thực hiện theo, thậm chí bạn nói theo nữa. Đấy. Cái việc này nó tương tự như là bạn cấy virus vào ấy. Đấy. Bạn cấy virus vào 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 vào, vào người nào đó vậy. Đấy. Cho nên là chúng ta cần phải đề phòng, và ngoài ra thì chúng ta hãy dạy trẻ tự bảo vệ cái bản thân của mình. Đấy. Mình thực sự không hiểu là cái động cơ của họ là gì. Động cơ của họ thực sự là có thể là phổ biến cái gọi là cái văn hóa tình một đêm của phương Tây. Đấy. Như bạn biết rồi, ở phương Tây ấy thì cái việc mà người phụ nữ mà có chồng rồi chẳng hạn, đấy, mà có thể quan hệ tình dục với lại một người đàn ông bất kỳ nào đó, thì cái chuyện đó nó cực kỳ nó cứ gọi gọi là cực kỳ bình thường. Ở một số nơi gọi là nó rất bình thường luôn, gần như là văn hóa của nó luôn. Đấy. Cùng với đó, những cái kẻ tội phạm đấy, nó kiếm lời từ những cái video sex được đăng lên trên cái website đen. Đấy. Kẻ gây ra tội ác ấy thì thường thì nó mang những cái video quay cái cảnh hiếp đấy, quay cái cảnh mà đồi trụy đấy, để đe dọa và tiếp tục thực hiện những hành vi cầm thú của mình trong những cái lần tiếp theo. Đấy. Và thông thường thì nạn 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 nhân nó như nào? Nạn nhân thì thường có xu hướng gọi là họ rất là tổn thương, họ đau khổ và họ dễ lâm vào cái tệ nạn như là ma túy, mại dâm, thậm chí là có người là có nhiều nhà là đã tự sát. Đấy. Nhiều nhà là tự sát rồi. Cùng với đó thì bạn sẽ hiểu được cái việc mà quản lý thuốc, quản lý những cái chất độc, những cái thuốc mà ngoài luồng chẳng hạn, thì nó rất là lỏng lẻo. Nhà nước mình khá là lỏng lẻo đấy. Và thực sự ở nước ngoài ấy, có nhiều dãy đường nhá, mặc dù ở nông thôn thôi, nhưng mà họ gắn camera đấy, cách một đoạn đường là họ gắn camera để tránh cái tình trạng gọi là trộm cắp, tránh tình trạng gọi là tệ nạn xã hội đấy. Nhưng mà ở Việt Nam mình ấy, hầu hết ở nông thôn, thậm chí là ở ở ngoài thành thị chẳng hạn, thì việc lắp camera chỉ xảy ra ở chỉ có ở trong trong gia đình thôi, chỉ có ở những cái nơi mà gọi là người người ta lắp để mà
phạt phạt nguội những cái người mà lái xe không tuân thủ thôi. Đấy. Chứ còn việc mà lắp mà để phòng tránh tệ nạn chẳng hạn thì rất ít. Bản thân mình ở nông thôn ấy, cho nên cái tình trạng gọi là mất trộm chó xảy ra liên miên luôn. Và chính quyền hầu như là họ không thể nào làm được, không thể nào ngăn chặn được luôn. Đấy. Mà nếu mà chúng ta có thể lắp được camera ở tại những cái khúc cua hoặc là tại những cái nơi mà nó thường xuyên xảy ra cái việc trộm cắp chẳng hạn, hay là tệ nạn chẳng hạn, thì việc đó nó sẽ tệ nạn xã hội hoặc là những cái vấn đề liên quan, những cái vấn đề mà tội phạm thì nó sẽ giảm dần. Đấy. Như thế là mình vừa trình bày cái quan điểm của mình, trình bày cái nguyện vọng của mình. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp tiếp theo.